lôi hết tất cả quần áo ra, giặt bằng tay. Im cái mồm vậy. Đủ không đây? Không đủ thì lần sau đừng có tìm đến tao nữa. Lôi hết tất cả quần áo ra, giặt bằng tay. Tao không cho phép gì làm bằng mấy lần. Giặt thật sạch cho tao. Sau đó lên lau từ tầng 5 xuống tầng 1. Chỉ cần về tao còn thấy một hạt bụi nào thì vậy đừng có phép với tao. Và tất cả phải xong trước khi tao về nhà. Mày nhớ chưa? Đồ ăn thừa tao đã để trên bàn. Mày phải làm việc xong thì mới được ăn. Mày nhớ chưa? Đừng làm tao phát hiện gì mà. Em đang ăn cái gì này? Lại là bà Trang à? Chị em với nhau mà cứ đối xử như là... Thôi, cứ để anh. Em ăn tạm cái này và uống ít sữa đi. Chứ ăn đồ này không đảm bảo đâu. Không sao đâu, em cứ ăn đi. Ăn đi, không phải sợ. Mà thời gian tới hay là anh kiếm việc cho em làm nhé. Chứ cứ ở nhà làm việc nhà như thế này chán lắm nhá. Tao bảo mày đi nè. Tao đã sắp sẵn đồ ăn ra cho mày thì mày phải biết điều mà ăn đi chứ. Ai cho phép mày được ăn mấy thứ này hả? Chị Trang là em lấy đấy, không liên quan đến Hằng đâu. Sao lúc nào chú cũng bênh nó thế? Hả? Tôi nói cho chú biết, có phải là chú có tình ý với nó đúng không? Chị đừng nghĩ linh tinh. Linh tinh hay không ấy thì nó hiện ra trước mắt đây này. Tôi nói cho chú biết, chú là công tử con nhà giàu. Còn nó, đúng thật, nó là em họ tôi. Nhưng gia đình nó không hề xứng đáng với gia đình nhà mình. Bố mẹ thì mất sớm, nó thì không được bình thường như bao người khác. Càng không thể làm người yêu hay là vợ của cậu. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu trước, đừng để đến lúc mà anh Long biết chuyện thì mọi thứ sẽ không hay đâu. Thôi, chị đừng nói nữa. Có cái gì ồn ào đấy. Anh xem đi, em không muốn nói nhiều đâu. Ồ, có đúng như lời chị Trang nói không? Em... Bên nhà anh mà. Nhưng mà... Lên nhà! Đàn ông không có việc dưới bếp! Cất tất cả vào tủ lạnh! Ăn cơm của mày đi! Ăn cho bằng hết. Mày chỉ cần thường thôi, tao nhét vào mồm mày hộp đấy.
Mày thích con ở đấy thật đấy à? Kìa anh, Hằng là em của chị Trang mà. Sao anh đã bảo là con ở chứ? Em á, ngay từ đầu chị Trang mày dẫn nó về đây đã bảo với tao nó là con ô xin rồi. Mày nhìn lại mày đi, đường đường là em tao mà lại thích con ở thế à? Hằng hoàn cảnh đã khó khăn, cô ấy lại không được như người khác nữa. Bây giờ anh nói như vậy, cô ấy nghe được sẽ buồn lắm đấy. Tao không quan tâm. Mày nghe cho kỹ đây nhá. Tao không cần biết mày với cả nó có tình cảm thật hay không. Nếu có cũng chấm dứt đi. Tao không chấp nhận một con không cha không mẹ lại còn bị câm. Làm em dâu ra rồi đấy. Anh... ngồi đây mà suy nghĩ đi. Alo. Chào em. Nhận ra giọng của anh không? Anh nói đi. Nói đi á, sao em thờ vậy? Anh muốn gì? Lâu không nói chuyện mà em căng thẳng thế. Thôi rồi, nếu nó thích như vậy thì anh cũng vào thẳng vấn đề. Đợt này đen quá, đang nợ mất mấy trăm. Có tiền cho anh vay tạm 50 rồi, không cần nhiều. Vay hay là cho? Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là cái ATM mà anh thích rút tiền lúc nào cũng được. Không có cái mùa xuân đấy đâu. Biến đi chỗ khác đi. Anh cũng biết là em sẽ nói thế. Nghe cho kỹ đây. Ngày xưa những khoảng thời gian từng mặn nồng, anh cũng có ghi lại vài cái clip. Nếu như em không muốn ngày mai cả cái thế giới này biết chuyện tình giữa hai chúng ta, thì số tài khoản của anh đấy, em biết rồi chứ. Hoặc là có thể gặp mặt trực tiếp, anh cũng muốn gặp em. 50 triệu nha. Thằng chó, mày dám. Alo. Làm gì mà lén la lén lút? Im cái mồm vậy. Đủ không đây? Không đủ thì lần sau đừng có tìm đến tao nữa. Ai? Không lấy cái này à? Em có lấy tiền anh để ở trong phòng đâu không? Tiền nào? 50 triệu mà em bảo anh rút ra để lo lót dự án ý. Thì anh để đâu thì nó vẫn còn đấy mà. Anh tìm cả phòng đây này, không thấy đâu luôn, lục tung mọi ngóc ngách rồi. Hôm qua em có cho con Hằng dọn phòng. Em thấy nó lúng húng cái gì trong đấy lâu lắm, nhưng mà em lại không để ý. Tại vì chỉ nghĩ là phòng vợ chồng mình vừa muộn nên là nó dọn kỹ một chút thôi. Hay là để em gọi nó lên hỏi nhá. Em gọi lên này, gọi luôn đi. Hằng! Hằng ơi! Hằng! dừng lại. Chị lấy bằng chứng nào mà chị bảo Hằng lấy tiền? Chú không phải bệnh đâu. Như chú cũng đã thấy rồi. Chẳng lẽ chú lại lấy tiền của vợ chồng tôi? Vợ chồng tôi để thằng thiếu thốn cái gì à? Thế là chỉ có nó thôi. Hôm qua tôi thấy nó lúi húi ở trong phòng vợ chồng tôi rất là lâu. Chỉ có một mình nó mới có động cơ để ăn cắp thôi. Nếu mà không bằng chứng ý, đừng kết án người khác. Được rồi, nếu như thế thì tôi để lại cho anh Long giải quyết. Để xem anh sẽ tin tôi hay là tin một con cân. Sự việc đã đến nước này rồi, anh không thể giữ Hằng ở lại được. Em đi đi. Cái gì?
anh đuổi Hằng á? Nếu như anh đuổi Hằng thì em cũng không ở cái nhà này nữa. Mày dám to tiếng với tao à? Đi được thì mày đi thôi, cút theo đó, biết? Đi. Lúc mất giận. Thôi mà anh, tiền mất thì mình có thể làm lại được. Bao năm qua, anh lấy ong tay áo. Dám lấy tiền của anh nhá. Dù sao đấy cũng chỉ là một số tiền nhỏ thôi. Mình cố gắng một chút là làm lại được mà. Nha. Đừng giận nữa. Em với anh cùng cố gắng nhá. Em muốn biết tại sao anh làm thế à? Bởi vì anh không chịu được thái độ và cách ứng xử của hai người kia nữa. Tại sao họ có thể đối xử với em như thế chứ? Làm sao mà em có thể lấy trộm được số tiền đấy? Người như em, một người hiền lành chịu khó, có thể em không may mắn như người khác, nhưng với anh điều đấy không quan trọng. Anh chỉ muốn bên cạnh và chăm sóc em thôi. Em đừng lo, từ giờ có anh ở đây rồi, anh sẽ không để ai bắt nạt em nữa đâu. Anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này, chỉ cần em đồng ý thôi. Tuy em không nói được, nhưng tâm hồn em còn đẹp hơn người khác gấp ngàn lần. Anh yêu em là thật, và anh muốn bảo vệ em suốt cuộc đời. Anh chỉ chờ em đồng ý thôi. Em đồng ý. Em nói được à? Vậy tại sao suốt mấy năm qua em không nói một lời nào? Em đã định im lặng từ giờ đến mãi về sau, cho đến khi em gặp được hắn. Ai cơ? Người mà chị Trang đưa tiền ấy. Thật là quá quắt mà. Anh sẽ vào nói với anh Long. Thôi anh, mình đừng quay lại đấy nữa. Anh ấy sẽ không tin mình đâu mà. Nhưng mà em quen hắn ta chứ? Được rồi, anh có cách rồi. Sao giật mình thế? Anh đến đây làm gì? Em đến thăm người yêu anh. Anh được quan tâm chó gì đến không? Thứ anh quan tâm là tiền của tôi thôi. Nói đi, muốn gì? Nếu cô đã thẳng thắn như vậy, 50 triệu. Mà thôi, 100 đi. Tôi bị chủ nợ đòi ráo riết quá rồi. Anh à, anh nghĩ là anh còn bằng chứng để anh đòi mình tiền thôi. Cô tự tin quá nhỉ. Cô nghĩ thằng này là thằng ngu chắc. Sống với thằng này bao nhiêu năm, cô biết chắc chắn tôi đã sao ra bản khác của chị. Đừng có hòng. Bây giờ ấy, muốn tôi gửi cái này cho chồng cô hay là 100 triệu đây? Chó mà! Dạ. Mày cứ gửi cho chồng tao không? Mày gửi đi. Mày sẽ không đòi được từ tao một đồng nào hết đâu. Lần trước tao đưa cho mày 50 triệu thì mày phải biết điều. Còn nếu không ấy, thì mày biết mà. Tao có rất. Lúc đấy thì cái mạng chó của mày cũng không giữ được đâu. Cút! Cút ngay ở đây tao! Trước khi thuê mày đến giết chết mày ra đây! Cô dọa tôi nhỉ? Hai người,
xong việc rồi đấy. Tôi nghe được. Cô đi trước, nhớ giữ lời. Tôi sẽ chuyển tiền. Họ ra hai chúng mày cãi nhá. Mày sao mày có thể nói được chứ? Cuối cùng thì chính miệng chị đã nói ra tất cả. Để tôi xem chị sẽ phải nhận hậu quả đấy. Này, chúng mày đang chơi trò con nít với tao đây à? Dựa vào bài ba lời nói, chúng mày định làm gì tao? Hả? Gửi cho chồng tao chăng? Hay chúng mày định làm gì? Tao thách chúng mày đấy! Đủ hết bằng chứng rồi chứ? Anh vào được rồi anh Long. Một vị trí công ty nha. Em biết rồi.